Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng, có diện tích là 40 mét ở tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, nhà xây mới 4 tầng được thiết kế rất là hiện đại, đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 550 triệu đồng. Đây, hiện tại này tôi đang đứng ở phía trong tầng 1 của ngôi nhà đây. Mọi người có thể thấy là ở phía trong tầng 1 của chúng ta là sẽ được thiết kế là bao gồm là một cái khu vực để xe cộ và để giày dép. Một phòng bếp, một phòng vệ sinh và một khu vực phòng ăn. Ở phía bên trong đây, đây chính là cái khu vực phòng bếp của chúng ta. Toàn bộ hệ thống tủ chúng tôi là sử dụng là tủ bằng gỗ acrylic, gỗ chống mối mọt, chống cong vênh cao cấp. Hệ thống kính ốp bếp, hệ thống vòi và chậu rửa. Đấy, mọi người có thể thấy. Hệ thống trần chúng tôi là sử dụng là trần thạch cao cùng với lại đèn led. Đây, mọi người có thể là ngắm toàn bộ cái phía diện tích của ngôi nhà mà chúng ta nhìn từ phía bên trong ra đây. Diện tích rất là thoáng, rất là rộng, thiết kế rất là hợp lý. Và đây, phía trong đây, đây chính là cái nhà vệ sinh phụ ở khu dưới tầng 1. Tiếp theo đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên tầng bên trên là tầng 2. Đây là hướng cầu thang để đi lên của chúng ta đây. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là chúng tôi là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc được ốp bằng đá granite màu đen trắng, rất là sạch, rất là nổi bật. Đây là ở phía bên trên tầng 2 của chúng ta. Thì tầng 2 này sẽ được thiết kế là sẽ có là một phòng khách chung cho cả gia đình. Đấy, toàn bộ hệ thống trần thạch cao đây, đèn led đây. Ở đây là cái khu vực phòng khách của chúng tôi. Đó, thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng. Ở cái khu vực ô này là chúng tôi là sẽ thiết kế cho mọi người là lưới ban công, lưới an toàn đấy, hoặc là sẽ sử dụng là vách kính để tùy theo cái nhu cầu của gia đình. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Tầng 3 là sẽ được thiết kế là bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Để chúng ta là sẽ có phòng ngủ ở phía bên trong. Đây, có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Có trần sử dụng là trần thạch cao, đèn led. Gạch ốp lát là sử dụng là gạch vân gỗ hàng loại 1. Cửa thông phòng là sử dụng là cửa nhôm sinh pha, cửa nhôm kính. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Đấy, toàn bộ khu vực nhà vệ sinh của chúng tôi là ốp lát bằng gạch granite 30-60 cao cấp. Thiết bị vệ sinh và chăn vòi đã được lắp đặt hoàn thiện. Mọi người là có thể là về nhà và chuyển đồ về và sử dụng luôn. Cửa nhà vệ sinh là cửa sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp cao cấp. Đấy, tiếp theo đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía phòng ở bên ngoài. Phòng ngủ ở phía bên ngoài đây. Đấy, chúng ta thiết kế này sẽ có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa nhôm sinh pha. Ở đây là sẽ có thêm là một cái cửa để mở ra ngoài phía ban công. Đây, cửa mở ra ngoài ban công này. Đấy, thiết kế của ngôi nhà rất là thoáng, rất là hợp lý. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu ở phía bên trên tầng 4 cho mọi người có thể biết được. Tầng 4 của chúng ta là sẽ được thiết kế là bao gồm là sẽ có một phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đây, phòng ngủ thiết kế tương tự như ở tầng 2. Rất là rộng, rất là thoáng, có cửa sổ mở ra bên ngoài và có cửa sổ mở ra ban công, có cửa mở ra ban công. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh tương tự như ở dưới tầng 3 thôi. Đấy, có quạt hút mùi này, đèn led này, sen vòi thiết bị vệ sinh, hành ốp lát, tất cả đều đã hoàn thiện hết. Và ở phía bên ngoài đây chúng ta sẽ có một khu vực ở phía bên trong đây là phòng thờ. Đấy, khu vực phòng thờ được thiết kế rất là hợp lý, có cửa sổ, có cửa để đóng mở. Ở đây là cái khu vực là dùng để giặt đồ và phơi quần áo. Toàn bộ là trần chúng tôi được đổ trần kín 100%, đã làm chuồng cọp nên rất là đảm bảo an ninh và an toàn. Đây là cái khu vực mà chúng ta để máy giặt,
đã có sẵn ống chờ và ổ điện. Đây là vòi nước dùng để giặt tay hay là chúng ta có thể là rửa tay chân. Thiết kế rất là rộng, rất là thoáng. Xung quanh là khu vực đông dân cư, nhà cao tầng rất là nhiều, dân cư ở rất là đông. Khu vực thì rất là gần với lại các trường đại học, là trường đại học công nghiệp, trường cao đẳng dệt may, trường bến xe Mỹ Đình đấy, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và gần các ủy ban nhân dân, bệnh viện, trường học. Như tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người là chính chủ đang là cần bán nhà xây mới 4 tầng tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhà có hướng chính là hướng Đông Bắc và có diện tích là 40m2. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 550 triệu. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn hoặc là xem nhà, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403, 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chân thành cảm ơn.